Vụ hai chủ tịch phường ở Đà Lạt sử dụng ma túy, một người đã nghiện thời gian dài. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã chỉ đạo về việc bố trí cán bộ tạm thay thế công việc của hai chủ tịch phường bị đình chỉ công tác do sử dụng ma túy. Theo đó, ông Tôn Thiện San, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, đã có văn bản chỉ đạo giao thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chủ tịch cho hai phó chủ tịch của hai phường này. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt giao ông Phạm Trung Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 1, phụ trách thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch trong thời gian ông Nguyễn Đình Khoa bị tạm đình chỉ công tác. Ông Lê Văn Nguyễn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 6, phụ trách thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của chủ tịch trong thời gian ông Võ Thành Sơn bị tạm đình chỉ công tác. Trước đó, sáng ngày 30 tháng 3, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, chủ trì cuộc họp thông tin về việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt vừa ký văn bản tạm đình chỉ cùng lúc hai chủ tịch phường vì bị bắt quả tang sử dụng chất kích thích. Đó là ông Nguyễn Đình Khoa, 41 tuổi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 1, và ông Võ Thành Sơn, 40 tuổi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 6 của thành phố Đà Lạt. Lý do tạm đình chỉ là do đang trong quá trình xem xét để xử lý cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật. Tối ngày 24 tháng 3, cả hai bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Đà Lạt phát hiện, bắt quả tang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy cùng một nhóm thanh niên tại một căn nhà trên địa bàn phường 9 nơi ông Sơn thuê ở. Theo nguồn tin, ông Võ Thành Sơn đã nghiện ma túy trong thời gian dài trước khi bị bắt quả tang. Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, cho biết hai chủ tịch phường vi phạm đạo đức, lối sống, vi phạm những điều cấm mà đảng viên không được làm. Trong khi đó hai người họ đều là chủ tịch phường là trường hợp cá biệt, chưa có trong tiền lệ. Quan điểm của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt là phải xử lý nghiêm, minh bạch, không bao che nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ. Hiện chúng tôi mới chỉ cung cấp được thông tin công tác tạm đình chỉ hai cán bộ này. Việc tiếp theo cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ khi có kết quả xử lý sẽ thông tin với báo chí, bà Loan nói.